các bạn. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm về khi mà mẹ không có nhà thì mình sẽ chăm em bé như thế nào. Còn đây là những vật dụng để mình chăm em bé. Cái ly này là cái ly để uống nước. Trời đất, còn đây là khăn lau miệng, lau mặt. Này là cái yếm. Này là sữa chua. Này là đồ ăn. Này là muỗng, này là gì. Còn này là quần áo. Ok, còn mình chúng ta hãy cùng xem mình sẽ chăm bé như thế nào. Ok, đầu tiên là mình sẽ bật máy cho em coi, để cho em ăn ngồi im mình nọ. Bỏ đi. A few moments later. Tôi bật sáng chị đi. Dở đi em xem. Rất có nhiều khó khăn khi đi cho mình. Các bạn hãy yêu thương em nhiều hơn và hãy chờ tập tiếp theo nhé. Chắc chắn mình sẽ chăm em.